Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2022. Nhà vườn em lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng con giống chuột mặt hoa của vùng miền để các bác sưu tầm. Em cũng thú thật với các bác là tại thời điểm này như ngày hôm nay là em sang bên dàn có hai anh em và bạn trưởng làm công ty để em quay chia sẻ một số con giống ở bên dàn bạn trưởng, đó là cái phần hai anh em làm công ty với nhau này. Đó, thì chia sẻ cho các bác này. Đó, đây là cái những cái chậu phú thọ nhá, đây là những chậu phú thọ này. Đó, rất là đẹp. Đó, thì hôm nay em lên là chỉ có mặt hàng như là HO này và hồng yên thủy, hồng mỹ nhân và năm cái trắng phú thọ thôi. Đó, thì tại thời điểm này mà đi mà bán lan thì em nói thật với các bác là rớt hết nước mắt, em nói thật. Thế là lý do là cũng vẫn phải để chia sẻ cho các bác, thì chúng em vì chúng em là những người đi theo thị trường, em nói luôn thế, dễ bán dễ, đắt bán đắt, tùy theo cái thời điểm, chứ chúng em cũng không thể nào mà giữ giá được. Thật ra là thú thật là các bác là bạn trường bạn cũng không muốn bán đâu, thế nhưng mà em cũng nói lên để cho bạn hiểu là thôi thì mình buôn bán phải theo thị trường thì mới theo thị trường, nếu mình cứ giữ giá như trước cái giá bọn em mua vào thì không có thể nào mà chia sẻ được nếu tại thời điểm như này. Đấy, như những cái chậu đây là chậu nái hồng yên thủy này, năm ngoái em vào bạn trường chỉ có mua 4 chậu hồng yên thủy mà lúc đó là chỉ có mua cái kỳ nó nhỏ nhỏ thôi, nó chỉ có bằng này thôi. Đó, là 1,2 tỷ có 4 kỳ thế thôi, mà bây giờ là nó ra đây một chậu mẹ này, hai chậu mẹ này. Cái chậu này là em cũng đã cắt xuống kỳ này, nhưng chậu này em chưa xuống bởi vì ngọn nó còn non quá này, không phải là cây nào cũng xuống được nhá. Đó nhá, thì hôm nay em lên để chia sẻ cho bác từ những kỳ có nụ cũng có này. Đấy, đây là bên công ty thì em mới có những cái chậu như thế này để em chia sẻ cho các bác. Đấy, đây là những cái kỳ của cái chậu mẹ này, còn các cái chậu mẹ nhà em nó đã hoa hết rồi. Đó, thì em cũng không để cho các bác chờ lâu, em Hùng xin đi vào chi tiết tới đơn hàng. Trước tiên vào chi tiết tới đơn hàng thì cũng kính mong quý anh chị xin nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày của nhà em. Đó, đây, tất cả cái hàng này là hồng yên thủy. Đó, em xin đi vào đơn số 1 thì trước tiên em chia sẻ mặt hàng năm cánh trắng HO Hiền Oanh. Đó, đây là cái kỳ năm cánh trắng HO Hiền Oanh này, một mẹ này, một thân mẹ này, hai mầm gốc này và một kỳ cũng là hai mầm gốc. Tổng cái chậu này là nó có 4 cái mầm gốc nhá, nó có 4 cái mầm gốc. Đó, để cho các bác là bây giờ tại thời điểm này là giá nó rất là bèo nhèo rồi. Đó, trước đây HO lúc em mua là 6 triệu trên một kỳ, một sen, nhưng bây giờ đây bán với cái kỳ như này giá chỉ có 300.000 đồng. Thì vậy thì các bác mà cái mùa này nó là cái mùa cái mầm gốc này nó lên này, mình mua lấy những cái tương lai này lên mẹ nó bằng này thôi, thế nhưng sau này tới thời điểm mà thắt ngọn thì chắc chắn cũng lại như những cái chậu hồng yên thủy này. Đó, cực kỳ là tốt, nhưng chủ yếu là các bác phải mua được chuồn cây và chuồn giống, mua đậu thế nhá. Đó, nhưng còn em bán hàng thì HO là HO, Phú Thọ là Phú Thọ, chứ không có bán theo kiểu bán lôm ca lôm cô mà. Đó, đấy, chậu HO này em Hùng chia sẻ giá 300.000 đồng, 300.000 đồng cho hình số 1. Đó, 300.000 đồng cho hình số 1. Tiếp theo sau đây chuyển sang hình số 2, cũng là một cái kỳ năm cánh trắng HO Hiền Oanh, cũng là 300.000 đồng. Kỳ này nó có một cái mầm gốc nó rất là tốt, rất là mạnh. Đó, rất là tốt. Đó, đó, 300.000 đồng, 300.000 đồng. Thế còn các bác muốn mua những cái hàng mà size nó dài nhiều tiền hơn thì cũng lại liên hệ theo Zalo, theo số điện thoại 0972197255. Em sẽ chụp những cây nó nhiều, số đo nó nhiều sen hơn và nhiều tiền hơn nhá. Em chuyển sang hình số 3. Hình số 3, một cái kỳ năm cái trắng HO Hiền Oanh này, là kỳ này. Đó, kỳ này đang lên hai mầm gốc này, đang lên hai mầm gốc này, 400.000 đồng. Đó, 400.000 đồng. Đó, 400.000 đồng cho kỳ này. Đó, 400.000 đồng. Đó, 400.000 đồng nhá, hai mầm gốc.
24.000 đồng. Em chuyển sang hình số 5. À hình số 4 xin lỗi, hình số 4 này. Một cái key 5 cái trắng HO hiển anh này. Đây là thân mẹ nó này. Và ba mầm gốc. Ba cái mầm gốc, một mầm này, hai mầm này. Đó, tiếp theo mầm bên này nó là ba này. Đó, ba mầm này và lên tiếp theo một mầm nhỏ này nữa. Tổng cái chậu này có 4 cái mầm gốc. 4 cái mầm gốc. Em Hùng xin chia sẻ giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng cho hình số 4 này. Đó, 500.000 đồng. Đó. Em xin chia sẻ hình số 5. Một thân mẹ này. Đấy, và hai cái mầm gốc này. Hai mầm gốc rất là lực này. Đó. Chậu này. Đó. Hai mầm gốc rất là khỏe. Đó. 500.000 đồng. Hình số 5. 500.000 đồng hình số 5. Đó. Em chia sẻ một key hình số 6 này. Đây là cái key này lớn hơn. Đấy, cho bác nào mà nhiều tiền hơn thì các bác lấy thân này, thân to này. Này. Đó. Ngón tay cái vào cái thân này thì các bác nắm được. Đấy. Và đang lên hai cái mầm gốc. Hai mầm gốc này. Đó. 700.000 đồng. 700.000 đồng. Đó, 700.000 đồng. Hình số 6, 700.000 đồng. Em xin chia sẻ hình số 7. Hình số 7 này, một thân mẹ này. Nó có một cái key trên thân này và hai mầm gốc. Đó, hai mầm gốc, 500.000 đồng cho key này. Cho key này. Đó. Và tất cả những cái cây 5 cái nhánh HO nhá. Để các bác mua đậu thế, đây em quay qua cho các bác biết này. Cái mầm gốc của nó lớn lên không bao giờ nó có vết. Với cây 5 cái nhánh HO hiểu không anh? Nhá, để tất này các bác nhìn. Không bao giờ nó có vết cả. Đấy, vì nó khác với cây phú thọ. Giả dụ như cây phú thọ này. Đây, cây phú thọ là nó có vết đốm lá này. Đó. Đốm đầu lá như sau khi nó lớn lên nó bay hết. Đây, như những cái cây nhỏ này, nó đốm lá này. Đấy, nó đốm đỏ đỏ này. Đấy, đây là phú thọ. Thì cách phân biệt và nó có hình trái tim ở đầu lá này của là phú thọ này. Đó, hình số 7 500.000 đồng các bác nhá. Sau đây em chuyển sang mặt hàng khác, đó là mặt hàng hồng yên thủy. Đó, đây này, mầm gốc của phú thọ này. Đây, phú thọ mầm gốc này. Đó, đây mầm gốc phú thọ nhá. Nó vết lấm này. Đây là những cái chậu mẹ đi, có một chậu này ra hoa thôi, còn đâu cắt hết thì đung kỳ. Em chuyển sang hàng hình số 8 này. Một cái kỳ hồng y thủy này. Đó, kỳ này. Kỳ này, này. Cái mầm gốc của nguyên zin nhá. Đó, bây giờ VV lên mầm gốc này. Và nó có bắn một cái kỳ trên thân. Đó, nó lên một cái kia thân. Đó, lên một kia thân. Và mầm gốc này, bây giờ bắt đầu lên này. Có cái là cũng nói luôn này các bác này. Đây trước đây đi nhiều rêu quá. Cho nên là em vừa bóc bỏ hết một loạt rêu. Em với trường bóc hết loạt rêu để cho hở mầm gốc ra. Đây, khi mầm gốc nó lên này. Nó lên là cái rêu nó phủ vào nó ra hình màu trắng. Nhưng khi mà bỏ ra thì vàng nó thì nó lại xanh ra nhá. Đó, cái kỳ hồng yên thủy này nhỏ nhỏ này, xinh xinh này. Em Hùng chia sẻ giá là 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng. Đó. Em chuyển sang hình số 9. Cũng là một cái kỳ hồng yên thủy này. Đó, hồng yên thủy này. Đang lên một vòng gốc này. Mà còn một mắt này. Đấy, còn một mắt nữa này. Đó, kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng cái kỳ này. Đó, 1.300.000 đồng. Em chuyển sang hình số 10. Cũng là một cái kỳ hồng yên thủy này. Có một mầm gốc này. Đó, một mầm gốc này. Đây mầm gốc này. Đây là cái thân mẹ cắt đi tất đi cho nó khỏe đấy. Nhưng cái này là không có tính nhá. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 1.200.000 đồng này. Em chuyển sang hình số 11 này. Hình số 11
cũng là một cái kia hồng nguyên thủy này. Đây mầm gốc là chuẩn bị lên này. Mắt này, mà cái cây này là phải được hai mắt gốc, hai mầm gốc nhá. Như cây này nó bị xuống mất 2-3 lá này, bị xuống mất 2-3 lá nhá. Kỳ hồng nguyên thủy này em Hùng chia sẻ giá 1.200.000 đồng. Đó, 1.200.000 đồng. Em chuyển sang hình số 12. Hình số 12 cũng là một cái kỳ hồng nguyên thủy. Đó, mầm gốc này. Đây mầm gốc này. Kỳ này, kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 1.400.000 đồng cho kỳ này. Tất cả các bác nhé, hôm nay thì em không quay bên nhà, em quay bên bản trường, thế cho nên là tất cả các màu hoa thì các bác cũng đã nắm được từ những hôm em quay em lên đấy rồi. Hoặc các bác nào mà muốn xem hình hoa thì có thể là vào Zalo em gửi mặt hoa cho các bác coi nhé. Và khi em đóng hàng đi, em đều viết giấy bảo hành và quay video từ những phân khúc hồng yên thủy này để các bác yên tâm nhé. Đó, vì hôm nay em không cầm máy sang đây nên là em chỉ quay cây thôi, mà các bác nhìn cái cây các bác đã nắm được cây nào là yên thủy và cây nào là cây HO. Còn thực chất là em Hùng em chưa bao giờ bán hàng theo kiểu ăn lôm ca lôm côm đâu. Đó, hình số 14, à hình số 12, 1.400.000 đồng. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 15, cũng là một cái kỳ hồng yên thủy này, 1.400.000 đồng. Đó, kỳ này mầm gốc này. Đó, 1.400.000 đồng, hình số 13. Sau đây em chuyển sang hình số 14. Hình số 14. Đây mầm gốc đang lên này. Một kia hồng nguyên thủy này. Mập đẹp, béo như con lợn. Đó. 1.500.000 đồng này. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 15. Hình số 15, đó là một cái kia hồng nguyên thủy. Hồng nguyên thủy này đang nổ luôn nhá. Đang nổ này. Đó. Nổ này là bạn trường em là bạn ấy tét hoa vào đầu búp. Tét hoa vào đầu búp, giả dụ như những cái này để đang lên hết này. Đó, bà xã đang mang mì lên cho chồng ăn này. Không, cơm rang nhá. À cơm rang à. Đó. Đây, đây là những cái cây hồng y thúy nó khỏe quá thì nó đi ngọn này. Nó khỏe quá nó vượt đông nhá. Đây, có hai cây vượt đông. Đó. Như với cái kia này. Kia này nó có số đo là 17 cm. Và mầm gốc còn nguyên zin này, đang lên này. Đó, đang lên này. Đó, em Hùng chia sẻ giá là 3.800.000 đồng. Thì cái kỳ này nó chỉ khoảng độ một tuần nữa là nó sẽ ra hoa lên cho các bác. Hết bảo hành này. Đó, 3.800.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 16. Cũng là một cái kỳ hồng yên thủy này, đang nổ này. Kỳ đang nổ nhá. Đó, kỳ đang nổ này. Mầm gốc này. Và còn một mắt. Mắt này lên sau, lên muộn này. Lên sau rồi. Đó, kỳ này nó có số đo là 18 cm. Em Hùng chia sẻ giá là 4.000.000 đồng. 4.000.000 đồng. Đó, 4.000.000 đồng. 4.000.000 đồng cho kỳ này. 4.000.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 17. Cũng là một cái kỳ hồng yên thủy này, đang nổ này. Cái kỳ đang nổ này. Đó, đang nổ này, đang nổ. Đây là nổ tét đầu búp. Đó. Mắt gốc này. Kỳ này nó ra rất là nhiều mắt gốc. 1 2 này. Và cái này mầm gốc đang lên này. Đó, 1 2 này. Đó, mắt gốc này còn nguyên zin. 2.200.000 đồng cho kỳ này. Hình số 17 này. 2.200.000 đồng. Đó, 2.200.000 đồng cho hình số 17. Đó, kết thúc phần hồng yên thủy, em chuyển sang hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân là hình số 18, 19 cm. Hồng mỹ nhân 2.200.000 đồng. Bây giờ là nó ra là một kỳ này, hai kỳ, ba kỳ, bốn kỳ. Nó ra là cái da tự nhiên nhá. Và da cái nào là da rễ luôn cái đấy rồi. Đó, nó da rễ luôn rồi. Đó. Đó, thế nhưng mà em chia sẻ giá là 2.200.000 đồng cho 19 cm của hồng mỹ nhân này. Lý do để em chia sẻ được giá này, em lại phải nói lại, nó bị lỗi. Có nghĩa là xin ăn mầm gốc cây này thì em mới chia sẻ giá được 2.200.000 đồng.
là hồng mỹ nhân nhé. Còn đây là những cây hồng á hậu này. Đấy, á hậu này, những cây á hậu này nó 9 triệu trên một cây. Thế còn nếu mà các bác mà mua cái hàng á hậu 3 triệu thì thôi, thì cái đấy thì tùy các bác. Thế còn em là không có những cái á hậu đấy, về phân khúc á hậu đôi khi để em lên em để cho các bác tham khảo thôi. Đó, cây này nhá, hồng mỹ nhân 2.200.000 đồng, nhưng lý do mất mầm gốc, xin ăn mầm gốc. Đó, em phải nói trước, được lòng trước là mất lòng sau. Đó, những cây này 2.200.000 đồng, hồng mỹ nhân. Em chuyển sang hình số 19, 15 cm, 3.300.000 đồng, bao gồm có đây lên một cây này, đây sưng tiếp này, 1, 2, 3 cây này, hai mầm gốc, lên hai mầm gốc này, hai mầm gốc, hai mầm gốc là cây trên thân đã ra rễ luôn. Đó, như cái chậu này em Hùng chia sẻ giá là 3.300.000 đồng. Đó, tại sao 15 cm 3.300.000 đồng mà 19 cm 2.200.000 đồng? Là lý do cây này nó không có mầm gốc, em phải nói cho nó dài thì cho các bác hiểu nhá. Còn những cây mỹ nhân này nó ra mầm gốc sớm, ra khi ra mầm gốc sớm, vì dòng này nó thế, nó khác với cây yên thủy. Cây yên thủy nó chậm mầm gốc hơn. Đó, còn đây HO đây, những cây này là không thể nào mà chia sẻ được. Em nói luôn, em với bạn trường mua từ lúc là 6 triệu trên một sen 5 cái nhánh HO hiển oanh. Đó, đây cắt để ươm kỳ. Đây mầm gốc của nó là nó xanh đẹp rất này. Đó, đây Phú Thọ này, một đòn mầm gốc không. Đó, ngày sau đây em chuyển sang mặt hàng khác, đó là mặt hàng 5 cây nhánh Phú Thọ. Các bác mua làm giống nhá, một chậu Phú Thọ. Em nói luôn, cái chậu này là em phải chuyển sang một cái chậu nhỏ như này để em đóng hàng em gửi, chứ em không thể nào mà gửi cả cái chậu xứ này được, nó nặng tiền ship vì giá tiền của nó bây giờ nó ít. Đó, các bác mua làm giống này, mua lấy tương lai này, hai mầm gốc, một cây này hai mầm gốc. Cái số đo thì em không còn nói, số đo em bán cái mầm gốc này thôi. Đó, 200.000 đồng cho cây này, 5 cây trắng Phú Thọ. Đó, đó, xuống mấy lá này. Đó, và các bác trông chờ những cái mầm gốc này nó lớn lên từng ngày cho các bác coi này. 200.000 đồng, hình số 20 nhá, hai mầm gốc. Đó, em chuyển sang hình số 21. Hình số 21 cũng là hai cái mầm gốc của 5 cây nhánh Phú Thọ này. Đó, cây này lá là xuống rồi này. Cây này có thể các bác làm kỳ hoặc chọc di đỏ. Di đỏ này này, đây là di đỏ này. Nếu các bác xác định làm hoa không cần phải pha nhá, đánh trực tiếp cái di đỏ là ra hoa. Thế còn nếu như các bác mà muốn tỷ lệ làm kỳ thì dùng di xanh, tỷ lệ pha 1:1. Gáy mắt gốc thì nó nhanh ra rễ, mà chọc vào thân thì nó lên kỳ 100%, nhưng mà rễ lâu ra rễ. Đó, em phân tích luôn. Hình số 21 200.000 đồng. Đó, em chuyển sang hình số 22. Hình số 22 đây, kỳ này lá lỗi này, nhưng mà cái phần này đã cắt và ươm kỳ, còn có một mầm gốc này và một mầm bên này nữa. Mầm này bây giờ mới lên sau. Đó, 150.000 đồng, 150.000 đồng cho cây này, 5 cây nhánh Phú Thọ. Em chuyển sang hình số 22. Hình số 22 phần này đã cắt ươm kỳ và lên hai mầm gốc, rất là khỏe. Đó, như tầm này nó lớn thì tầm này thì bắt đầu bay hết, bay dần những cái vết lấm nhá, 180.000 đồng. Đó, em chuyển sang hình số 24 này, cũng là 180.000 đồng. Đây là thân mẹ xuống lá thì dàn bản trường rất là nắng. Trước đây em lấy hết những cái cây to đẹp để nó tất như này, và em đã chia sẻ cho các bác này. Tất những cây như này, nhưng cây này người ta mua, người ta gửi lại vườn, cho nên là mới còn lại cây này, không cứ cây đẹp là em lấy em bằng về em bán hết. Đó, hình số 24, 180.000 đồng, hai mầm gốc. Đó, hai cái mầm gốc.
Em chuyển sang hình số 25. Hình số 25 180.000 đồng. Đó, hai mầm gốc. Đó. Thân mẹ có thể nó xấu nhưng về cái tương lai thì các bác phải nhìn ở cái mầm gốc này. Đó, thì hôm nay là em lên 25 hình. Em Hùng đã giới thiệu xong. Đó. Cuối cái video như thường lệ cho em Hùng xin gửi lời chào lời chúc tới tất cả các bác. Và mời các bác ngắm lại tí này. Đây, những cái mầm gốc của Phú Thọ này. Đấy. Đây là Bạch Tuyết này. Bạch Tuyết này. À. Và đây là Minh Châu này. Để các bác ngắm Minh Châu này. Đấy, đây là cây Minh Châu này. Đó, cây Minh Châu này. Đấy. Và bác nào có nhã ý mua cái mắt ngủ mà bi Bạch Tuyết này. Đây là bi Bạch Tuyết này. Đó. Mua này là mua lấy tương lai. Mua thay một cái mắt ngủ nhá. Với cái bi Bạch Tuyết này, đây là cái mầm gốc đang lên này. Đấy, hai cái mắt này đang lên này. Với cái bi này, em Hùng chia sẻ giá là 8,5 triệu đồng, là 8 triệu rưỡi nhá. Đây là cái bi Bạch Tuyết bảo hành những chân răng kẽ tóc cho các bác, dù càng nhỏ này em Hùng càng làm chuẩn để cho các bác biết. Còn không có thế nào mà có Bạch Tuyết bằng cái cây này có 4 triệu với 5 triệu 8 triệu rưỡi này. Có thế này thôi. Đó. Rồi, em giới thiệu đã xong. Em chào tạm biệt các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi những cái video suốt cái thời gian vừa qua nhà em.